Rất khó để có sự chênh lệch về mặt tỷ số trong cặp đấu giữa Hà Nội và Viettel, nhưng trên sân Mỹ Đình sẽ có một màn so giày nảy lửa. Đôi bên đều có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng cho trận đấu cuối cùng của mùa giải. Chính vì vậy, huấn luyện viên Bendovic lẫn người đồng nghiệp Thạch Bảo Khanh rất tự tin trước giờ sung trận. Với 35 điểm có được, Hà Nội FC vẫn còn cơ hội giành chức vô địch V-League 2023 nếu đánh bại Viettel đội bóng đang có 32 điểm, còn Công an Hà Nội có 37 điểm thất bại trước Thanh Hóa. Trên lý thuyết là vậy, còn thực tế, thầy trò huấn luyện viên Bendovic khó có thể chờ đợi điều phi thường từ đội bóng xứ Thanh. Nhiệm vụ của Hà Nội FC bây giờ là họ sẽ có một kết quả tốt nhất như một lời chia tay đẹp ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Viettel vẫn còn cơ hội giành ngôi Á quân nếu như đánh bại Hà Nội với cách biệt 6 bàn trở lên. Nguyên do, theo điều lệ khi hai đội bóng bằng điểm nhau sẽ xét hiệu số bàn thắng bàn thua. Vào lúc này, Viettel đang có hiệu số dương 7 bàn thắng so với dương 12 bàn thắng của Hà Nội. Rõ ràng, để đánh bại Hà Nội 6 bàn cách biệt là điều không tưởng. Nghĩ đến điều này, hẳn thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Thanh sẽ tiếc đứt ruột khi để thua Công an Hà Nội với tỷ số 0-3 ở vòng 6. Rõ ràng đây là trận cầu có tính chất danh dự nhiều hơn là điểm số. Hà Nội chờ một điều thần kỳ nhỏ nhoi từ hàng đẫy. Với Viettel, họ sẽ khép lại mùa giải ở vị trí thứ 3 chung cuộc bằng một chiến thắng để khởi động cho mùa giải mới. Do tính chất như thế, Hà Nội và Viettel có thể sẽ chơi một trận đấu cởi mở. Đương nhiên, với những người hâm mộ, đây xứng đáng là trận siêu kinh điển dù nó không còn sự cạnh tranh ngôi vị. Trước vòng đấu cuối cùng của nhóm A, giai đoạn 2, cả Công an Hà Nội và Hà Nội FC đều có cơ hội vô địch. Công an Hà Nội đang dẫn đầu bảng sẽ thi đấu trên sân nhà để tiếp đón Thanh Hóa, trong khi Hà Nội FC sẽ đá với Viettel ở Vân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình. Hai trận đấu sẽ đều diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 8. Công an Hà Nội đang có lợi thế lớn trong cuộc vô địch khi sở hữu 37 điểm cùng hiệu số dương 18, trong khi Hà Nội có 35 điểm và hiệu số dương 12. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi Công an Hà Nội bị Thanh Hóa cầm hòa thì Hà Nội phải thắng với cách biệt 7 bàn trước Viettel thì mới có thể vô địch. Đó là về mặt lý thuyết, còn thực tế chỉ cần không thua trước Thanh Hóa thì chức vô địch sẽ thuộc về Công an Hà Nội. Tuy nhiên, VPF vẫn sẽ chuẩn bị hai phương án tổ chức trao chức vô địch V-League 2023 với hai phiên bản cúp và hai bộ huy chương tại hai địa điểm là sân vận động Hàng Đẫy và sân vận động Mỹ Đình. Điều này cũng thường diễn ra ở những giải đấu lớn trên thế giới khi vòng đấu cuối vẫn có nhiều đội có khả năng vô địch. Tuy nhiên, phiên bản cúp thật nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở sân Hàng Đẫy do Công an Hà Nội có nhiều khả năng vô địch hơn hẳn so với câu lạc bộ Hà Nội. Để đảm bảo yếu tố công bằng, các trận đấu tại vòng 7 giai đoạn 2 sẽ tiến hành thi đấu cùng giờ trên tất cả các sân vào lúc 17 giờ.